Giang Thái có thích ăn gà nướng không? Thật ra là cũng thích đó, và thích nhất là chân gà. Nhưng mà có điều thì Giang Thái vẫn cảm thấy là khá ớn cái điều kiện vệ sinh của nó nha. Giá như ở Việt Nam có dàn lò nướng gà rất là độc lạ như sau đây thì hay biết mấy. Mời Giang Thái và quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến. Chúng ta đang có mặt tại một quán ăn nhỏ ở Phetchaburi, Thái Lan, nơi không giống với bất kỳ quán ăn nào khác khi không dùng bếp lửa mà dùng năng lượng mặt trời để nướng gà. Lò nướng độc đáo này cũng chính do ông chủ quán là Sila Sutarat thiết kế. Người đàn ông 60 tuổi này sử dụng 1.000 tấm gương có thể tháo rời để thu và phản xạ ánh nắng mặt trời, nhờ vào nhiệt năng đó để nướng gà. Và nhiệt độ sinh ra từ thiết bị này có thể đạt đến 300 độ C, không hề thua kém một chiếc lò nướng thông thường. Khi gà được đặt lên nơi thu ánh nắng mặt trời, thực sự phát ra tiếng xèo xèo và tỏa mùi thơm. Với con gà khoảng 1,5 kg thì chỉ cần 10 đến 15 phút để gà chín hoàn toàn. Ông Sila cho biết, cách nướng gà của ông chẳng những miễn phí, sạch sẽ mà còn có thể nướng gà được đồng đều.